Có những mẫu xe đã được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2023, đã hoàn tất thủ tục kiểm định, nhưng chưa ra mắt chính thức. Volkswagen Teramontic. Teramontic sẽ là mẫu xe thứ hai của Volkswagen Việt Nam ra mắt trong năm nay, sau Veloran. Mẫu SUV này nằm cùng phân khúc với Teramont, nhưng có cấu hình 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ. Giá dự kiến của xe là 2,168 tỷ đồng. Phía tư vấn bán hàng cho biết giá này gần như chắc chắn là giá bán khi xe ra mắt. Teramontic là bản thể thao của Teramont, với sự khác biệt lớn nằm ở thiết kế vát ở kính hậu kiểu cúp và chỉ bố trí 5 chỗ ngồi. Phiên bản Teramontic được đưa về Việt Nam có nhiều trang bị cao cấp, hiện đại như đèn LED ma trận, mâm 21 inch, hai màn hình điện tử lớn bên trong, âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe tự động. Động cơ Teramontic tại Việt Nam là máy 2.0 lít công suất khoảng 217 mã lực, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Suzuki Jimny. Rất nhiều chiếc Suzuki Jimny đã được đưa về đại lý. Tư vấn bán hàng cho biết xe sẽ được giao vào khoảng tháng 4 năm nay. Giá dự kiến của xe là 789 triệu đồng cho bản 1 tông màu và 799 triệu đồng cho bản 2 tông màu. Mức giá này giống với giá tính lệ phí trước bạ mà Bộ Tài chính công bố đầu năm. Phiên bản Jimny bán tại Việt Nam là 3 cửa. Kích thước xe chỉ ngang các xe hatchback hạng A, với chiều dài 3.645mm và rộng 1.645mm. Một số trang bị đáng chú ý của xe có đèn chiếu sáng LED thấu kính, màn hình giải trí 7 inch bên trong hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động một vùng. Nhìn chung, trang bị của Jimny khá ít ỏi khi so với các xe cùng tầm giá khoảng 800 triệu đồng. Điểm nổi bật của mẫu xe này là thiết kế cổ điển và khả năng chạy địa hình tốt. Tuy nhiên, động cơ của xe chỉ là loại 1.5 lít, công suất 103 mã lực, kết hợp hệ dẫn động hai cầu. ZCOO7. ZCOO7 là mẫu SUV từng được trưng bày cùng Om Oda C5 trong một sự kiện nội bộ. Mẫu C5 đã ra mắt cách đây hơn một tuần, trong khi ZCOO7 vẫn chưa có thêm thông tin. ZCOO hiện chỉ có một fanpage chính thức trên mạng xã hội. Chưa có nhiều thông tin chính thức về mẫu xe này. Tại thị trường Trung Quốc, đây là mẫu xe cũng chung phân khúc với Om Oda C5, tức là ngang hàng với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Qua hình ảnh, có thể nhận ra một số trang bị trên ZCOO7 tại Việt Nam, như hệ thống đèn chiếu sáng LED, mâm 19 inch, hai màn hình lớn bên trong, hát, phanh đỗ điện tử, thiết kế nội thất theo phong cách tối giản như xe điện. Tại Trung Quốc, ZCOO7 được trang bị động cơ 1.6 lít xăng tăng áp hoặc có tùy chọn hybrid. Om Oda S5. Om Oda S5 cũng từng được trưng bày chung với C5 nhưng chưa chính thức ra mắt. Om Oda S5 chung phân khúc C với Mazda 3 hay Hyundai Elantra, Kia K3. Dựa vào hình ảnh xe trưng bày, có thể nhận ra mẫu xe này được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, đèn hậu LED, màn hình điện tử sau vô lăng, màn hình trung tâm lớn, phanh đỗ điện tử, cần số điện tử. Tại Trung Quốc, S5 có các tùy chọn động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và tăng áp. Hộp số là loại CVT. Haima 8S. Haima cũng từng trưng bày các mẫu 7X và S8 nhưng hiện tại mới chỉ có 7X được ra mắt chính thức. S8 hiện chưa có thông tin về thời điểm ra mắt, cho dù mẫu xe này đã có đầy đủ thông số trên website chính thức của nhà phân phối.